Xin chào các bạn, lại là Giang Đẫm đây. Sau tập 1 bị nhiều khán giả xem like lẫn các trang mạng cho là dài dòng, lê thê và buồn ngủ, kém sức hút, thì tập 2 đã có khá sự cải thiện, nhưng cũng đã có những thiếu sót. Tuy nhiên, có một cái lại không thay đổi, đó là sự sắp đặt và kịch bản lộ liễu. Vậy cụ thể những chi tiết đó là gì? Hãy cùng mình phân tích và bàn luận từ kênh Bí mật Underground ngày hôm nay nhé. Let's go! Tập trước mình chê bao nhiêu thì tập này lại phải khen bấy nhiêu các bạn ạ. Đầu tiên đó là ngắn, không phải là rapper ngắn nhá, tại vì tập sau thì mới có ngắn cơ. Ý mình là thời lượng, tập này ngắn đến mức khó tin, có mỗi 1 tiếng 40 phút, có nghĩa là ngắn hơn tập trước hẳn 1 tiếng. Mình cũng không hiểu nổi cái tập trước làm cái gì mà nó dài lê thế thế. Và thật sự thì thời lượng tập 2 này rất là tuyệt, xem rất thoải mái, không mệt mỏi, không buồn ngủ gì cả. Có 2 lý do khiến cho tập này ngắn hơn. Một, rap Việt có thể đã xem clip trước của mình và quyết định mạnh tay edit thật ngắn. Và 2, rap Việt cắt đàng ràng to. Đàng ràng to bị cắt thì là lý do lớn nhất khiến khán giả xem live tập này phàn nàn và phản ứng dữ dội luôn. Họ cảm giác cứ như bị rap Việt lừa đảo và treo đầu dê bán thì chó. Rõ ràng trailer tập cuối ở tập 1, rap Việt đã chiếu rõ mặt đàng ràng to nhiều lần, tuy nhiên không hiểu tại sao cái tập 2 này lại không thấy đàng ràng to. Và ngay cả trailer tập 3 cũng biến mất luôn. Thế là gần như dập tắt mọi hy vọng về sự xuất hiện của rapper này tại Rap Việt các bạn ạ. Đương nhiên điều này chưa chắc là 100%, tại vì vòng 1 thường kéo dài tận 4-5 tập cơ. Có thể thấy Rap Việt và các chương trình anh em của Vion dạo này làm đã chặt hơn rất nhiều về chuyện những nghệ sĩ liên quan đến scandal. Từ việc cắt và thay thế Myra Trần đến việc làm mờ mặt vũ công trên sân khấu. Trường hợp hạn hữu lắm là huấn luyện viên quay hết cả vòng 1 rồi, bây giờ thay người khác thì đâu chỉ tạm thời 1-2 tập là xong, thì chắc gì đã tìm được người phù hợp đâu. Ti tỉ lý do nên là mới giữ lại không thay thế được. Trường hợp của đang răng to, các bạn có thể nghĩ rằng phốt này không quá lớn và chưa có bằng chứng xác thực. Tuy nhiên, chuyện từ thiện là chuyện rất nghiêm trọng, đặc biệt trong giai đoạn hiện tại. Nếu làm không chuẩn thì sẽ ảnh hưởng đến uy tín của cả chương trình. Vì vậy, việc chương trình xử lý mạnh tay với thí sinh là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Thực ra thì việc rapper đột ngột ngừng tham gia chương trình đã từng xuất hiện ở Rap Việt trước đây và cả chương trình đối thủ là King of Rap nữa, nên bạn cũng đừng có bất ngờ nếu thật sự đang răng to phải biến mất dù đã được ghi hình. Về chuyện scandal của đang răng to cũng như Workaholics đợt từ thiện vừa rồi, nếu các bạn muốn mình làm clip riêng thì comment bên dưới, mình sẽ dành thời gian làm thêm nha. Ok, quay trở lại với câu chuyện chính nào. Mình vừa khen xong một điều thì bây giờ lại phải vừa khen vừa chê nó mới lạ chứ các bạn. Đó là Rap Việt năm nay là hát Việt. Tập 1 hát chưa đủ đã, tập 2 phải tiếp tục. Từ Young Puppy đến Left Hand bị đa số khán giả xem live chê bai. Không phải chê dở mà là chê hát quá nhiều. Có vẻ như là khán giả Rap Việt đến mùa 4 này đã bắt đầu chán nghe hát rồi, cũng như là cả đóng tune hay là melodic rap nữa. Đây chính là cơ hội cho những rapper thuần rap và minh chứng là Guild đã được đánh giá cực cao. Việc Guild được đánh giá cao là điều dễ hiểu và mình sẽ phân tích kỹ hơn bài của Guild ở đoạn sau nhé. Mình chỉ bất ngờ là năm nay mọi người đang ngấy hát và đóng tune đến cái mức phần trình diễn của Android. Một rapper casting 4 mùa thì 3 mùa đều bị loại ở vòng gửi xe và năm nay đem đến vòng chinh phục một bài rap khá dở về mặt kỹ thuật và thuần là tấu hài nhưng cũng vẫn được các huấn luyện viên đánh giá cao và chắc suất vào vòng trong. Hy vọng là Android sẽ không biến thành Snoop Dogg ở mùa 3. Mình đã khen xong về thời lượng rồi, mình cũng đã nửa khen nửa chê về các thể loại rap và bây giờ là phần mà mình sẽ chỉ chê và đã chê từ tập 1 rồi đấy nhá. Đó là sự sắp đặt và yếu tố kịch bản ngày càng lộ liễu. Giống như mình đã nói từ clip trước, các luật chơi mới ngày càng lộ rõ bản chất là sinh ra để phục vụ cho việc đưa những con gà của chương trình vào được sâu hơn. Có tổng 4 first choice, một cái đến từ gà của chương trình là Shada, mình đã nói lý do vì sao ở clip trước. Một cái đến từ ứng viên quán quân 7D9. Ở tập 2 này là đến từ con gà tiếp theo, đó là Manbo. Việc hiếu thứ hai, Negip và Hurricane đã nhẫn mặt trên các game show anh em của Rap Việt là minh chứng cho đây rằng chắc chắn toàn bộ Gerd Nang đã ký hợp đồng với công ty chủ quản và mùa 4 này là cơ hội thích hợp để Manbo tỏa sáng và không phải cạnh tranh với Hurricane ở mùa 3.
thật mà nói thì mình thấy Mambo chưa đủ thuyết phục lắm. Nếu so với các bài thuần rap và lyrical ở các mùa trước thì bài này chỉ trên trung bình. Tuy nhiên đặt cạnh các bài hát nhiều hơn rap và đóng tune ở trong cùng một tập thì bài của Mambo nổi bật hơn và dễ thuyết phục khán giả hơn. Dù vậy, mình thấy Mambo tập này chưa xứng với những lời khen có cánh của các huấn luyện viên. Theo mình thì Mambo sẽ còn phải cố gắng nhiều hơn để chứng tỏ mình ở các tập sau. Và điều này chắc chắn sẽ được cải thiện nếu như Mambo rũ bỏ được sự căng thẳng và áp lực đang hiện rõ trên khuôn mặt của bạn. Ngược lại, rapper hay nhất tập là Gil. Giống như Carrie đã nói, Gil mới chỉ dùng có 30% công lực. Tuy nhiên, chính cái sự thoải mái và không quá gồng đã giúp Gil có phần trình diễn tuyệt vời, tròn vẹn, đảm bảo chất lượng, vừa đủ để hơn hẳn các thí sinh còn lại. Gil cũng đã tính toán rất tốt thực lực bản thân so với các thí sinh cùng tập và việc đoạt đến 4 chọn, 2 nón và 1 first choice là hoàn toàn chính xác. Cuối cùng, mình thấy rap Việt tập này đã có sự cải thiện so với tập 1. Đây chưa phải là quá muộn để rap Việt có thể lấy lại niềm tin của khán giả. Tuy nhiên, để có thể đạt được thành công ít nhất là bằng mùa trước, rap Việt cần phải sớm loại bỏ những yếu tố giả chân và sự sắp đặt lộ liễu như mình đã nói ở clip này và cả clip review tập 1 trước đó. Còn điều hơi lạ là rap Việt tập 1 thì chiếu đúng lúc live show của hai anh lớn Duy Mạnh và Tuấn Hưng không nói. Nhưng mà tập 2 cũng lại chiếu trùng cái giờ live show của anh trai C2, chương trình cùng chung công ty với rap Việt luôn. Nên chắc chắn là về lượt xem thì sẽ bị ảnh hưởng. Và còn ảnh hưởng nhiều hơn nữa khi mà ngay lúc này sự chú ý đang dồn lại vào một thành viên nữa của Girl Gang, đó là Negip. Đây là lúc scandal gà cưng này của Vion lên đến đỉnh điểm và có vẻ như dân mạng vẫn đang chia phe giữa bảo vệ và phản đối rapper này. Còn nhận định của mình là gì? Negip đúng hay sai? Hãy cùng xem tại clip mà mình làm riêng về Negip cũng tại kênh Bí Mật Underground nha. Còn bây giờ đi, chào tạm biệt và hẹn gặp lại bạn tại clip review rap Việt tập 3. Giang đậm, bye bye!